Hey yo, what's up, my team? Come on, make some noise! Ở đây mọi người lẻ chưa nhở? Ai thuộc rap với mình đó? Let's go! Một chấm là say đắm, hai chấm là đắm say. Bé gái mù ngậm kẹo, tay cầm quả bóng bay. Máu ở đâu? Là máu ở đâu? Mẹ cháu mãi đi bay quên mất bố cháu ở đâu? Bố cháu ở đâu? Thấy anh vậy, anh bệnh quẩy chín 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 đó hậu. Thấy bình khôn đang lái máy bay qua trồng. Thấy bà già đi chợ Đồng Xuân mua việt thuộc lắc về cho ông già. Ông với bà đi bay để cháu trông nha. Thằng này ngáo, ngáo ngơ mà cứ đổ tại đồ. Chết chơi em như là Trần Đức Bo chơi vàng như Như Nhật Hồ. Tốt nghiệp trường đời, em mua thuốc vừa bán em vừa dùng, dùng để em còn tăng để khả. Đưa tay đây là mãi bên nhau bạn nhớ. Rồi, sáng dậy chia tiền phòng. Mặt bạn hơi bị ngơ. Nếu sau này tình mình giang dở, làm bắt phở không em? Không làm mà em vẫn muốn có ăn. Em có hơi dở không em? Một chấm là say đắm, hai chấm là đắm say, ba chấm là ngất ngây, bốn chấm là lẻ luôn. Đúng rồi, bốn chấm là lẻ luôn. Một lần nữa nhá, bốn chấm là không? Một chấm là say đắm, hai chấm là đắm say, ba chấm là ngất ngây, bốn chấm là lẻ luôn. Bốn chấm là lẻ luôn. Ok, đừng gọi anh là chú vị, vì anh có ra đâu. Hai chúng ta khác nhau, một vài ba con giáp. Để hôm nào trời mát, mừng một phát xem sao. Nếu mà nó không vào thì gọi anh là chú. Ok, chú ơi chú ơi chú, chú ơi u u con đi chú. Một chú hai chú rồi ba chú không có vợ khỏe như thằng Nu. Trai Hồng Kông cầm tổng giám phố, khai phố cổ cơ đổ bố chồng. Em ơi có hai quả tim lâm. Chúng mình hai đứa một thằng một viên. Một chín không không, chúng mình hai đứa một thằng một viên nhá. Chúng mình hai đứa một thằng một viên. Sẵn sàng chưa nhở? Phải là lại phải phê. 3, 2, 1, let's go. Một chấm là say đắm, hai chấm là đắm say, ba chấm là ngất ngây, bốn chấm là lẻ luôn. Yeah. Bốn chấm là lẻ luôn. 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 Mình muốn thấy tất cả những tay, tất cả bạn đúng không ạ? Ở đây là ai là fan ở Vina Hall ạ? Đàn ông xây nhà, đàn bà xây hay nhé, mà chỉ không không ơi. Một chấm, hai chấm, ba chấm, bốn chấm đàn nào? Yeah. Một chấm. Đúng rồi. Yeah, 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 yeah. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.